Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 22 Em làm được những gì? Sách giáo khoa môn toán lớp 4, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy làm rất là chi tiết rồi, rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài và theo trang để chúng ta học nhé. Bây giờ thì hãy mở sách ra trang số 52 nào. Rồi, mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta yêu cầu là thực hiện các yêu cầu sau. Câu A này, đọc các số. Như vậy ở đây mình có mấy? Ba cái số này, người ta yêu cầu là gì? Đọc này. Được chưa? Thầy cứ lấy vào cái cây bút hết mực không? Rồi, để thầy tìm một cái cây bút khác này. Rồi, chúng ta sẽ có số đầu tiên, số 38 nè, 5, 0, 4. Chúng mình sẽ đọc là, được chưa? Đấy, như vậy thì đây mình thấy là gì? Có hàng chục nghìn, đúng không? Chúng ta sẽ đọc là 30, 30 gì? À, 38.504, đúng không nào? 38.000 này, 504 hay là 504 đều được. Được chưa? 504 nhá. Hay là 04 đều được nhá. Ok. Rồi. Số thứ hai này. Chúng mình có là 2021. Số này. 2 này, 0 này, 2, 1 này. Đọc là, chắc những phần này chúng ta có thể tự làm được rồi đúng không? Thầy sẽ viết nhanh. 2021, đúng chưa? Ai mà không làm được những bài này nữa thì xóa game đi nhá, không chơi game nữa. 2021. Được chưa? Rồi, số thứ 3, 100000, số 100000, đấy, chúng mình đọc là gì nhỉ? Quá dễ rồi đúng không? Một gì? 100.000, được chưa? 100.000, ok. Rồi, sang câu B. Viết các số. Đó, như vậy ở đây thì phần viết này thầy sẽ viết vào đây luôn nhá. Câu B này. Thôi thầy sẽ viết ra đây đi. Số đầu tiên chúng ta có là gì? 40.007. 40.000 này. 0 này, 07 này. Được chưa? Rồi, số thứ hai chúng ta có là gì? 3.628. 3.000 nè, 600 này, 228. Được chưa? Rồi, câu C. Số này là số chẵn hay số lẻ? Các em nhìn thấy tận cùng là số gì? Số 7. Vậy thì các số có tận cùng 1, 3, 5, 7, 9 là số gì? Số lẻ nhá. 2, 0, 6, 8, 7 là số lẻ. Được chưa? Rồi, đến câu D. Viết thành tổng theo các hàng. 96.034 thì sẽ bằng cái gì? 9 đây là 90.000, cộng 6 là 6, 6.000. 0 gì? 0.000, 30 và 4 đơn vị. Được chưa? Đó. Có em nào không làm được những cái bài này không các em? Không làm được thì chúng ta xóa game nhé. Tốt nhất không chơi game nữa. Rồi. Sang câu gì? Câu số 2 hay bài 2. Người ta yêu cầu là gì? Đặt tính để tính. Chúng ta sẽ có 4 phép tính. Phép tính thứ nhất
là phép tính cộng. 9.251 cộng cho 24.000, đây là 5 chữ số này, đặt cho đúng này, 24.078. Rồi chúng ta có thể dùng thước kẻ cho nó thẳng nhé. Thì lấy cái thước, dùng thước kẻ cho thẳng. 1 cộng 8 thì bằng 9 này, 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 2 thêm 1 là 3, 9 cộng 4 13, viết 3 nhớ 1, 2 thêm 1 là 3. Xong chưa? Rồi, đến câu B là một phép tính trừ nè. 17.000 nè, 262 trừ cho 5.000 nè, 5.000 là đặt cho đúng nhỉ, 637. Các em dùng thước chúng ta kẻ, 12 trừ đi 7 thì bằng mấy? 5. 5 trừ 3 bằng 2, 12 trừ 6 bằng 6, 6 trừ 5 bằng 1, và 1 hạ 1. Đấy, các em trừ luôn nhé. Rồi, câu C là một phép tính nhân. 8.316 chúng ta nhân lên cho 4. Được chưa? Những phần này thầy nghĩ là gì? Ai cũng phải làm được. 4 x 6 24, viết 4 nhớ 2, 4 x 1 là 4, thêm 2 là 6. 4 x 3 12, viết 2 nhớ 1. 4 x 8 32, thêm 1 là 3 33. Ổn chưa? Rồi, sang phép tính tiếp theo là một phép tính chia. 2, 7, 4, 5 chia cho 9 này, dùng thước kẻ cho thẳng. 2 không chia được, lấy 2 chữ số. 27 chia cho 9 thì được mấy? 3, đúng không? 3 x 9, 27, 27 trừ 27 bằng 0. Hạ 4 này, 4 chia 9 được 0. 0 x 9 là 0, 4 trừ 0 bằng mấy? Bằng 4. Hạ 5, 45, 45 chia 9 được 5, 5 9 45 bằng 0. Được chưa? Kết quả là 305 nhé. Rồi, chúng ta sẽ sang bài số 3. Quan sát giá tiền bút và vở ở hình bên. Đây, giá tiền bút này, 2.500 đồng trên một cái. Tiền vở này là 4.500 đồng trên một quyển vở. Rồi, câu A. Em chọn các biểu thức thể hiện cách tính tiền 6 cái bút và 6 quyển vở. À, như vậy thì để tính được 6 cái bút và 6 quyển vở, đúng không? Đây, chúng ta sẽ làm ra giấy nháp trước cái này đi. 6 cái bút và 6 quyển vở thì chúng ta sẽ có này, 6 cái bút đúng không? Thì sẽ bằng bao nhiêu? 2.500 đồng trên một cái thì chúng ta sẽ có là 2.500 nhân cho 6 là tiền bút, cộng với tiền vở là mấy? 4.500 đồng. 4.500 đồng nhân lên cho 6. Như vậy đây là cái gì? Cách số 1. Đúng không? Đó. Đúng chưa? Vậy thì cách 2. Cách 2 mình sẽ lấy là gì? Một quyển vở là mấy? Một quyển vở là mấy nhỉ? 2.500 cộng với một cái bút là 4.500. Hai cái này đều mua số lượng là mấy? 6. Như vậy đây là cách 2. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta tính tiền mua 6 cái bút và mua 6 quyển vở. Chúng ta sẽ chọn đáp án nào đây? Đáp án A nè, 2.500 x 6 cộng 4.500. Rồi, nếu ta chọn đáp án A, đây là cách mấy? Cách 1. Các em chỉ chọn 1 thôi nhá. Rồi, đáp án B thiếu đúng không? Đáp án C cũng thiếu. Đáp án D này, đấy, đây chính là cách gì? Cách 2 này các em. Đáp án D đây là cách 2 nhé.
Rồi cách 2, đúng không? Được chưa, được chưa? Rồi đến câu B nào. Tính giá trị của một biểu thức mà em đã chọn. Như vậy, chẳng hạn các em chọn đáp án A. Nếu chọn là A này, nếu các em chọn A thì giá trị của biểu thức sẽ là, được chưa? Giá trị cái biểu thức này, giá trị của cái biểu thức các em chọn đó là gì? 2500 nhân cho 6 cộng 4500 nhân cho 6 này sẽ bằng bao nhiêu? Chúng ta thực hiện phép tính nhân lên. 5 x 6 30, viết 0 nhớ 3. 6 x 2 12, 12 thêm 3 là 10, 15. Như vậy sẽ là 150.000. Khi chúng ta mua qua đâu? 15.000 chứ. 15.000 thôi. 5 6 30 viết 0 nhớ 3. 6 2 12 thêm 3 15, 15.000 thôi nhá. 15.000 thôi các em. Đây chúng ta chỉ là hết 15.000 khi mua 6 cái bút 15.000. Rồi, cộng với mua 6 quyển vở. 5 6 30 viết 0 nhớ 3. 6 4 24, 24 thêm 3 là 2. 20 mấy? 27. Như vậy sẽ hết bao nhiêu? 27.000. Được chưa? Rồi, các em cộng vào cho thầy đi. Như vậy, mua 6 quyển vở và 6 cái bút hết tổng là 5, 7, 12, viết 2 nhớ 1. 2 cộng 2 là mấy? 42.000. Đúng chưa? Đó. Như vậy, chúng ta sẽ hết là 42.000 nếu chọn A. Rồi, trường hợp thứ hai, nếu mà các em chọn cái cách thứ hai á, nếu chúng ta chọn là gì? Là D á, thì giá trị của biểu thức này, phần này thầy làm luôn chúng ta cả hai nhé. Giá trị của cái biểu thức bao nhiêu? 2500 cộng 4500 nhân cho 6 sẽ bằng, em cộng hai này vào, 25 cộng 45 thì bằng mấy? 7.000. Đúng chưa? 7.000 nhân 6, 7 nhân 6, 42.000. Được chưa? Như vậy cách nào chúng ta cũng phải có kết quả đúng thì nó mới đúng nhá. Ok con dê. Rồi sang câu C. Nếu em mang theo 50.000 đồng để mua số bút và vở trên thì tiền còn thừa có đủ mua thêm một quyển vở không? À, bây giờ chúng ta sẽ có là gì? 50.000 để mua là gì? Số bút và vở trên. Vậy thì đầu tiên mình sẽ phải là sao? Tính cái số tiền còn gì? Còn thừa đúng không? Số tiền à? Còn thừa khi mua gì? Khi mà chúng ta mua bao nhiêu? Số bút và vở trên. Số bút và vở trên sẽ là, chúng ta sẽ có bao nhiêu? 50.000. 50.000 à. Các em trừ đi bút và vở hết 42.000, đúng không? Thì sẽ còn mấy? À, còn 8.000. 8.000 đồng. Được chưa? Đó. Như vậy chúng ta sẽ còn thừa là gì? 8.000 đồng. Thì tiền còn thừa có đủ mua thêm một quyển vở không? Mà vở của chúng ta chỉ có mấy? 4.500 đồng. Như vậy thì đủ mua thêm một quyển vở, đúng không? Đó. Được chưa? Vậy thì chúng ta có này, vì nè, 8.000 đồng nè lớn hơn mấy? 4.500 đồng. 4.500 đồng đây chính là gì? Một quyển vở. Nên là gì? Số tiền còn thừa
sẽ đủ gì? Đủ để mua thêm gần được 2 cây đúng không? À, gần được một thì à, gần được 2 quyển đúng không? Để mua thêm một quyển vở nhé. Được chưa? Đó, như vậy chúng ta đã hoàn thành câu C này nhé. Rồi, sang bài số 4 nào. Bài 4 ta cho này, diện tích. À, chúng ta sẽ điền ở đây. Cho là gì? Mét vuông, decimét vuông hay centimét vuông. Diện tích một chiếc nhãn vở thì không thể là gì mét vuông được đúng không? Nhãn vở này quá khổng lồ rồi. Không thể là decimét vuông được. Do vậy, diện tích nhãn vở phải là centimét vuông, không cần lăn tăn. Diện tích một căn phòng. Căn phòng thì diện tích mà như thế này thì diện tích cho những chú tí hon hoặc là gì? Những chú muỗi thôi đúng không? Do vậy diện tích căn phòng ta sẽ chọn là mét vuông. Và diện tích ô cửa thì chỉ còn lại thôi, đó là decimét vuông. Xong. Sang bài 5 nào. Bà ngoại của bạn An cắt vải vụn thành những mảnh hình vuông rồi may nối lại thành một cái chăn, hay miền Nam các em gọi là cái mền. Nhớ ở đây là hai lớp, vậy thì nó phải có lớp trên lớp dưới đúng không nào? Khi đó cái chăn gồm các ô vải hình vuông cạnh là một đề si. Ô vải này, này thầy ghi những cái gì cần thiết. Ô vải, một ô vải á thì có cạnh là một đề si. Được chưa? Bà ngoại dự định làm 3 cái chăn hình vuông cạnh là 1 mét. Đó, bà tính làm là tới gì? 3 cái chăn. 3 chăn nha. Nhưng mà cạnh của chăn đây này là 1 mét nha. Đấy, 1 mét chứ không phải là 1 đề xi nữa. Em hãy tính giúp bà số mảnh vải hình vuông cần dùng và coi các mép nối của các đường may là không đáng kể. Đây, cái chăn này. Như vậy thì cứ một cái ô đây này. Một cái ô đây này. Được chưa? Thì sẽ có cạnh là mấy? Một đề xi. Đúng không? Và bà dự tính là làm tới 3 cái chăn như thế này. Và mỗi một cái chăn đó thì sẽ có là gì? 1 mét. Các em hiểu chưa nào? Đấy, tức là cái chăn của bà này có chiều dài đây này là 1 mét. Đấy, cái cạnh là 1 mét nha. Và mỗi một cái ô đây này, ô ở trong cái chăn này này, thì nó chỉ có cạnh là gì? 1 đề xi. Đó. Như vậy thì cái phần này chúng ta áp dụng từ đâu ra nhỉ? Quá dễ đúng không? Các em chỉ cần đổi cái gì? Đầu tiên chúng ta đổi 1 mét này. Thì bằng bao nhiêu decimét? À, 1 mét thì bằng 10 decimét. Đúng không? Đúng chưa? Rồi, vậy thì đến đây chúng ta chỉ cần tính gì? Tính số mảnh vải để may một cái chăn có cạnh là 1 mét. Sau đó mình tìm cái gì? Số mảnh để may 3 cái chăn. Được chưa? Như vậy chúng ta chỉ cần gì? Hai cái lời giải thôi đúng không? Rồi, số mảnh vải. Đây, bắt đầu chúng ta làm nhá. Số mảnh vải này để may cái gì? Cái chăn. Rồi, cái chăn của chúng ta đây là hai lớp hình vuông cạnh 1 mét sẽ là, được chưa? Như vậy thì có phải là 1 mét thì bằng mấy? 10 đề xi. Vậy thì sẽ là gì? Một hình vuông sẽ là cạnh nhân với chính nó. Hai lớp thì các em sẽ nhân lên cho gì? Nhân lên cho 2. Được chưa? Chúng ta cái chăn này có mấy? Hai lớp thì các em phải nhân 2 này. 10 nhân 10 là 100, 100 nhân 2 là 200. Như vậy chúng ta cần 200 mảnh vải. Rồi chưa? Một cái chăn thì cần 200 mảnh vải, vậy thì ra mấy? 3 cái chăn thì cần mấy trăm? Wow, xong nhá. Số mảnh vải để may mấy?
ba cái chăn. Được chưa? Hình vuông. Ba cái chăn này cũng là hai lớp nha. Hình vuông cạnh 1 mét sẽ là, chỗ này chúng ta cho thêm chữ hai lớp vào đây, không có là giáo viên bắt lỗi nhá. Một cái là 200 mảnh nhân lên cho ba cái. 200 nhân 3 là 600 mảnh vải. Rồi, và đến đây ghi đáp số 600 mảnh vải. Được chưa? Em chưa? Đấy, khá đơn giản đúng không? Rồi, sang bài 6 nào. Người quản lý một cửa hàng ăn đã thống kê cái lượng thực phẩm, đó là bao gồm này, thịt và hải sản, dư thừa do khách để lại vào một số ngày trong tuần, và quan sát biểu đồ sau. Đây là biểu đồ tên là khối lượng thực phẩm dư thừa ở 4 ngày cuối tuần. Thống kê 4 ngày là thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Và đây là khối lượng. Rồi, câu A nè. Từ thứ 5 đến chủ nhật, lượng thực phẩm dư thừa tăng hay là giảm? Này các em nhìn thấy này, theo chiều gì? Theo chiều gì nhỉ? À, đi lên đúng không? Vậy thì mình có trả lời được không nhỉ? Được không? Quá dễ dàng đúng không? Ghi lại đề bài. Từ thứ 5 đến chủ nhật, đến chủ nhật thì cái lượng thực phẩm dư thừa giảm phải không? À, tăng nhá. Rồi, câu B nào. Viết dãy số liệu về khối lượng thực phẩm dư thừa ở từng ngày theo thứ tự từ ít cho đến nhiều. Dãy số liệu nha. Người ta yêu cầu là gì? Cái dãy số liệu này, ít nhất cho đến nhiều nhất. Đây thì mình cứ theo cái thứ tự này thôi. Được chưa? Vậy thì sẽ đầu tiên là gì? 26 kg. Tiếp theo là 30 kg. Tiếp theo là 50 kg. Và tiếp theo là 70 kg. Dễ như ăn kẹo, đúng không? Rồi câu C nào. Trong 4 ngày cuối tuần, trung bình mỗi ngày khách đã lãng phí bao nhiêu kg thực phẩm? À, vậy thì đây người ta yêu cầu là gì? Tính trung bình. Trung bình trong 4 ngày. Vậy thì chúng ta sẽ tính được không? Được không nào? Trung bình mỗi ngày, các em dựa vào câu hỏi viết lời giải. Trung bình mỗi ngày nè, khách đã lãng phí số kg thực phẩm là, khách đã lãng phí số kg thực phẩm sẽ là, thì các em cộng vào thôi, 26 này cộng cho ngày tiếp theo là 30 cộng cho 50 cộng cho 70. Được chưa? Rồi chúng ta làm ra giấy nháp xem. 26 cộng với 30, như vậy anh này là 100 đi. 70 30 là 100, cộng với 26 này cộng với 5 50 đúng không? Đúng chưa nào? 6 này, 7 nè, 1 nè, đúng không? Mình đây, à xin lỗi, đây là chia nữa chứ nhỉ, còn chia cho 4, chia cho 4 ngày nữa mới được ra giáo bảng ở đây, quên. Như vậy 176 các em chia cho mấy? Chia cho 4. 17 chia 4 được 4, còn dư 1, 16 chia 4 bằng 4, như vậy sẽ là nhiều, 44 kg. Đấy. Khiếp vào một ngày là dư tới 44 kg. Thịt và hải sản nhá. Đấy, do vậy khi chúng ta được đi ăn thì chúng ta hãy ăn cho hết cái lượng thực phẩm, đừng có để dư thừa nhé các em. Rồi sang bài tiếp theo, bài 7 nào. Một gia đình có 5 người, trung bình mỗi một người sử dụng là 120 lít nước trên ngày.
Gia đình đó đã áp dụng một số biện pháp tiết kiệm nên trung bình mỗi người sử dụng là 105 lít nước trên ngày. Như vậy thì trong 7 ngày gia đình đó tiết kiệm được bao nhiêu? Như vậy ở đây chúng ta chú ý nè. Đầu tiên á, thì người ta sử dụng là 120 lít trên ngày. Và khi ta áp dụng tiết kiệm á, thì chỉ còn 105. Đó, cái mấu chốt ở chỗ này. Ta hỏi 7 ngày. 7 ngày tức là gì? Một tuần á. Được chưa? Gia đình tiết kiệm được bao nhiêu lít? Vậy thì chúng ta phải nháp ra ngoài. Nháp ra đúng không? Số lít nước nè. Số lít nước mà gì? 7 ngày gia đình sử dụng. 7 ngày nè. Gia đình sử dụng. Đấy, gia đình sử dụng. Khi chưa gì? Khi chưa áp dụng biện pháp tiết kiệm, đúng không? Khi chưa áp dụng cái biện pháp tiết kiệm này. Đấy, thực ra thầy viết đây để chúng ta hiểu thôi, chứ còn không chúng ta chỉ cần làm bằng giấy nháp thôi, đúng không? Sẽ là bao nhiêu? Một ngày là 120 lít. Thì chúng ta sẽ lấy 120 này, nhân lên cho mấy? Nhân lên cho 5 người, đúng không? Lại nhân tiếp lên cho mấy? Nhân tiếp cho 7 ngày, phải không? Mỗi một người là bằng này. Đấy, vậy thì nhân lên cho gì? 5 người và nhân lên cho 7 ngày. Như vậy chúng ta sẽ tính được ra ở đây là bao nhiêu? 120 nhân với 5. Lại làm ra giấy nháp thôi. 120 nhân 5 thì sẽ bằng 600 à? Đúng không? 0 nè. 25 là 10 với 0 nhớ 1. 51 5 thêm 1 là 6. 600 nhân 7. Như vậy đây sẽ là gì? 6742 là 4200. Đó, 4200 lít nha các em. Rồi, bây giờ mình sẽ có được cái tiếp theo là số lít nước mà 7 ngày. Đúng không? Cái gia đình này này sử dụng khi họ áp dụng cái gì? Tiết kiệm, đúng không? Cái phần này nháp thôi nhá, nên thầy ghi chúng ta hiểu thôi. Tiết kiệm sẽ là, thì lúc này chỉ còn bao nhiêu? 105 lít thôi. Vậy thì sẽ là 105 này nhân lên cho 5 người, nhân lên cho 7 ngày này. Đúng chưa? Đúng chưa? Đó. Như vậy thì mình sẽ được bao nhiêu? Mình sẽ được là 105 nhân 5 nhân 7. 5525 viết 5 nhớ 2. Rồi, 51 là 5 nhân lên cho 7 nè. 5735 viết 5 nhớ 3, 72 14 thêm 3 17 viết 7 nhớ 1, 5735 thêm 1 là 36. Như vậy sẽ là 3675. 3675 lít. Rồi, như vậy giờ chúng ta mới tính được số lít nước người ta tiết kiệm. Đúng chưa? Tiết kiệm được là, các em sẽ lấy 4200 trừ đi 3675. 4200 này trừ đi 3675. 10 trừ 5 bằng 5, 10 trừ 8 bằng 2, 12 trừ đi 6 thì bằng 6. Như vậy ta tiết kiệm được bao nhiêu? Ở đâu cái này phải trả 1 chứ nhỉ? Trả 1, trả 1. Như vậy 12, 12 mà trừ đi gì? 12 trừ đi 7. Như vậy đây sẽ còn mấy? 5. Tiết kiệm được là 525 lít nha. 525 lít nhé các em. Đó. Vậy thì đây chính là gì? Đáp số này chúng ta tìm được là 525. 525. Rồi, đây là một cái cách để chúng ta làm. Ngoài ra thì ngoài cái cách này ra thì chúng ta cũng có một cái cách khác nữa ngắn gọn hơn, đúng không? Ngắn gọn hơn để chúng mình làm. Đó là gì? Chúng ta chỉ cần lấy này. Số lít nước ban đầu là 120. Khi người ta tiết kiệm được là 105. Đúng không? Thì các em sẽ trừ đi cho thầy xem nó bằng bao nhiêu nhỉ?
A sẽ được là 10, 15 lít. Vậy thì 7 ngày. 7 ngày thì các em lấy 15 này nhân cho 7. Được chưa? Thì 5, 7, 35 viết 5 nhớ 3 này. 7, 1 là 7. 7 ở đâu? Từ từ nào. 15 lít là mấy? Là 1 ngày, là 1 người. À, nhân cho 5 rồi mới nhân cho 7. Nhân 5 nhân 7 nữa nhỉ. Đó. Như vậy đây mới là bao nhiêu? 15, 25. 5 nhớ 2, 5, 1 là 5 thêm 2 là 7. Nhân cho 7 này. Rồi 77, 75, 35 viết 5 nhớ 3. 77, 49, 49 thêm 3 là 52. Đấy, cũng có kết quả là 525. Như vậy cái cách này thì nó hơi tư duy hơn một tí. Do vậy thì thầy hướng dẫn cái cách này hơi dài nhưng mà chắc nhá. Ok, sang phần tiếp theo đó là cái hoạt động thực tế. Như vậy ở đây thì yêu cầu gì? Trao đổi với người thân xem là hàng ngày ở gia đình em những cái chi tiêu nào mà có thể tiết kiệm được. Đấy, như vậy thì cái này cũng tùy theo từng cái gia đình đúng không? Từng gia đình, nhưng mà cái chung nhất của tất cả các gia đình á, đó là gì? Người ta hỏi đây là gì? Những cái chi tiêu nào? Thì đầu tiên chúng ta có thể là gì? Tiết kiệm về cái gì nhỉ? Tiết kiệm về điện nè. Đó, các em học bên công nghệ rồi đúng không? Tiết kiệm điện nhà nào cũng phải tiết kiệm. Tiết kiệm thứ hai đó là gì? Nước nè. Đúng chưa? Và cái tiết kiệm thứ ba là tiết kiệm về mua sắm những cái gì cần thiết thôi. Đúng không? Không cần mua quá nhiều, đúng không? Giống như cái thực phẩm thừa đó, đúng không? Mua những cái gì cần thiết cho cuộc sống của chúng ta thôi. Có nhiều bạn mua rất là nhiều quần, nhiều áo nhưng mà chẳng khi nào mặc. Đó thì đấy là cái là gì? Chúng ta cũng nên tiết kiệm. Ok. Rồi, và đến đây thì chúng ta đã hoàn thành được cái bài này các em nhé. Ở nhà thầy nó hơi gần đường nữa nên là các em nó hơi là ồn ào. Ok.